Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên Nga cũng xin được một, một phút mặc niệm. Nga xin kính chào tất cả quý cô bác, các anh chị, các bạn. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại kênh Nga Võ Illinois. Lời đầu tiên Nga xin được phép một phút mặc niệm tưởng nhớ đến những nạn nhân đã tử nạn trong ngày 11 tháng 9 2001 năm xưa ở New York và những nạn nhân đã tử nạn trong những chuyến bay trong ngày đó cầu nguyện cho vong linh của họ được siêu thoát về nơi thế giới an lành. Và Nga cũng xin gửi lời thăm sức khỏe đến tất cả quý vị và gia đình. Trong video này, Nga xin gửi đến cập nhật thông tin 50 tiểu bang vào sáng hôm nay là 11 tháng 9 2020. Hiện tại đã có 20 tiểu bang đã nhận được tiền 300 và 400. Và sau đó Nga cũng xem cả câu hỏi và trả lời mà Nga nhận được. Và hôm nay là cũng là thứ sáu Nga cũng là Happy Friday to everyone. Đầu tiên là Nga xin cập nhật tới những cái thông tin theo thứ tự ABC của những tiểu bang ha. Đầu tiên là tiểu bang Alabama đã trả được 4 tuần. Alaska thì chưa có thông báo nha các anh chị. Arizona đã nhận được 6 tuần. Arkansas đã um, hệ thống vẫn đang cập nhật. California trên cái trang FEMA đã thông báo hôm nay là nhận được 3 tuần nha các anh chị. Một số thì cũng là một số đây, một ba tuần ha, còn hai tuần nữa là một số của các anh chị cũng nói là người thì nhận một tuần, người nhận hai tuần và người nhận được ba tuần. Dạ, Nga cũng xin chia sẻ để mà các anh chị nếu như mà ai nhận một tuần hoặc là hai tuần thì có thể là các anh chị tiếp tục nhận được một tuần nữa đó. Dạ, Nga cũng cảm ơn tất cả những anh chị chia sẻ đồng thời có những câu hỏi trên đó để mà Nga có dịp mà chia sẻ lại các anh chị. Nga cảm ơn rất là nhiều. Colorado vẫn đang cập nhật hệ thống và ngày ước tính là 15 tháng 9. Connecticut vẫn đang cập nhật thông tin 18 tháng 9 là ngày ước tính đáo là là cũng đang, đang cập nhật thông tin 14 tháng 9 là ngày là ước tính. DC là cũng đang cập nhật thông tin và Florida đã nhận được đã trả được 3 tuần. Georgia là ngày vẫn đang cập nhật thông tin ngày ước tính là 15 tháng 9, Hawaii vẫn đang cập nhật thông tin, Idaho là vẫn đang cập nhật thông tin, Illinois đã trả được 3 tuần rồi nha các anh chị và Indiana vẫn đang cập nhật thông tin ngày 21 tháng 9 là ngày ước tính. Iowa đã trả được 5 tuần. Kansas đang cập nhật thông tin. Kentucky đã cập, đang cập nhật thông tin và ước tính là ngày 13 tháng 9. Louisiana là đã trả được 4 tuần. Và May vẫn đang cập nhật thông tin. Tiểu bang kế tiếp là Maryland vẫn đang cập nhật thông tin. Massachusetts đã trả được 3 tuần. Dạ. Yeah. Michigan đã trả được 3 tuần là ngày 10 tháng 9 là bắt đầu trả các anh chị ha. Minnesota là đã trả được 3 tuần. Và Nga cũng cảm ơn anh chị ở bên Minnesota đã chia sẻ với Nga là anh đã cũng đã nhận được tiền rồi đó. Dạ, yeah, 3 tuần. Mississippi đã trả được 1 tuần. Missouri đã trả được 1 tuần đã trả được 6 tuần và cái trường hợp của Missouri là đã depleted chính nhiên đó là đã cạn kiệt tiền rồi từ FEMA là không có nhận được nữa nha các anh chị đây, dạ yeah. Montana đã trả được uh, 6 tuần 400 và số tiền của từ FEMA thì đã ngưng trả cho Montana, dạ yeah, đây cái cột này đây và đồng thời là depleted là đã là cạn kiệt tiền, Nebraska vẫn đang cập nhật thông tin Nevada là vẫn đang và cầm hồ sơ vẫn ở đang phi mà và nga cũng nhận được một chị ở trong Nevada đó chị là chị đã nói là chị đã bị ngưng tiền hai tuần nay thì nga sẽ chia sẻ cái cái phần cái số tuần á mà chị ở bên Nevada nhận được bao nhiêu tuần rồi á rồi chị kiểm chứng cái thông tin của chị thử ha là nga chia sẻ sao ha New Hampshire và đã trả được năm tuần New Jersey vẫn đang cập nhật à, hệ thống. New Mexico đã trả được năm tuần. New York đã ngày à, cập nhật là ngày à, 14 tháng 9, dạ là cái ngày à, và tối hôm qua đó trong cái video 132 dạ Nga cũng chia sẻ chi tiết về cái thông báo của New York là các anh chị nào ở bên đó đó là các anh chị cái thông tin đó cũng khá quan trọng cho các anh chị á, dạ. North Carolina đã trả được 3 tuần. North Dakota vẫn đang cập nhật cái hệ thống thất nghiệp Ohio vẫn đang cập nhật hệ thống thất nghiệp ha. Và tiếp theo là Oklahoma, hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật Oregon hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật và cũng có một quà cháu và vài anh chị hỏi về các Oregon á dạ thì hiện tại là vẫn đang hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật thông tin khi nào có thông tin mới thì nga cũng cập nhật để mọi người biết á Pennsylvania đang cập nhật thông tin và ngày ước tính là 14 tháng 9 Rose Island là đã trả được 3 tuần South Carolina đã đang vẫn đang cập nhật thông tin South Dakota là tiểu bang duy nhất là không từ chối không nhận tiền Tennessee là đã trả được 4 tuần và còn hai tuần nữa và hiện tại là khi mà đã cạn kiệt số tiền đã ngưng cung cấp tiền cho Tennessee yeah. Texas đã trả được 6 tuần và đã ngưng khi mà đã ngưng tiền cung cấp cho Texas và đã đã cái số tiền à này nè người ta đã để là điệp rất trật chính là, là cạn kịch tiền ngưng lại rồi và hôm hôm qua nga cũng chia sẻ về cái tiểu ban tắc dịch cũng cái thông tin cũng khá chi tiết á dạ cũng về tắc dịch dạ và nga cũng cảm ơn các anh chị ở bên tắc dịch đã chia sẻ với nga là các anh chị đã nhận được tiền và những cái câu hỏi mà các anh chị để nga có dịp mà chia sẻ vào các video tối hôm qua ha utah đã trả được 3 tuần và còn 3 tuần nữa chưa trả và khi mà đã ngưng ngưng cung cấp tiền cho Utah Vermont đã đang cập nhật thông tin và ước tính trả cái ngày là 14 tháng 9 Virginia, vẫn hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật thông tin Washington vẫn hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật thông tin và ngày ước tính là 21 tháng 9 West Virginia đã đang cập nhật thông tin và ngày ước tính là 14 tháng 9 các anh chị sẽ nhận được số tiền là 400 mỗi tuần. Wisconsin, hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật thông tin và Wyoming, hệ thống thất nghiệp vẫn đang cập nhật thông tin. Đó là 50 tiểu bang cập nhật mới nhất sáng sớm hôm nay là ngày 11 tháng 9, 2020. Và sau đây thì Nga cũng trả lời qua những cái câu hỏi mà Nga nhận được á. Dạ cái câu hỏi kế tiếp một anh hỏi rằng là anh nhận được 270 đô la trên hai tuần. Là anh nói là hai tuần này là có thể là anh là nhận W2 đây và dạ, có thể thôi, có thể là nghe sai nhưng mà anh khi mà anh nói là 270 chưa từ thuế ha. Trong dạ có một cái câu hỏi kế tiếp là một anh hỏi là anh đi làm hai tuần anh lãnh được 270 đồng mà chưa trừ thế nếu, nếu trừ thế rồi thì mỗi tuần là anh anh lãnh được là 80 đô la vậy anh có đủ điều kiện để nhận 300 không thì em cũng xin thưa với anh rằng là anh phải cần phải coi có số tiền mà tiền thất nghiệp á tiền thất nghiệp hàng tuần của anh anh nhận được bao nhiêu ha thì ví dụ như là cái tiền thất nghiệp á, hàng tuần á, ví dụ như là anh nhận được là tối thiểu phải 100 thì anh mới là đủ điều kiện anh nhận được cái số tiền 300 còn cái số tiền mà anh thông báo cho anh chia sẻ với nga cái này là cái số tiền anh lãnh được anh đi làm anh lãnh được dạ nhưng mà nga phải cần biết á anh phải cần biết là cái số tiền mà hàng tuần của anh á anh lãnh từng thất nghiệp đó gọi là weekly benefit của sở thất nghiệp À, ha, của anh á là ở Hawaii á là anh nhận được bao nhiêu thì lúc đó là mới dựa trên cái số tiền đó mới là biết ra là anh sẽ tiếp tục nhận được 300 không nha anh. Dạ, tại vì là cái số tiền là anh cung cấp chỉ là cái số tiền là anh đi làm thôi ha. Dạ, nga cũng cảm ơn tất cả là các anh chị xa gần đã làm À, chia sẻ trả lời những câu hỏi mà nga rất là quan hỷ mà để mà lên đây mà chia sẻ những cái video nga cảm ơn các anh chị rất là nhiều và nga chân thành cảm ơn tất cả quý cô bác các anh chị các bạn đã ủng hộ nga và nga tiếp tục lắng nghe những ý kiến đóng góp đồng thời là nga rất là quan hỷ đọc những cái thông tin của các anh chị và nga cũng chia sẻ ví dụ như là ngày ngày này mà năm 2001 mà nếu như mà các anh chị đã qua rồi thì lúc đó thì các anh chị đang làm gì và điều gì đã xảy ra nga, rất là mong muốn là các anh chị chia sẻ để mà đọc và lại những cái lời chia sẻ của các anh chị á và nga cũng cảm ơn các anh chị là nếu như mà ai lần đầu tiên ghé kênh nga võ Illinois vui lòng nhấn nút subscribe để mà các anh chị có thể là nhận được những cái video mới nhất của nga và nhấn chuông để mà nhận được cái video mà mới ra đó và nhấn like nhấn share để ủng hộ kênh ủng hộ nga và nếu như mà thấy cái video hữu ích nga kính chúc tất cả quý vị sức khỏe thành công và những người Xa gần, người quen lẫn không quen Gặp nhiều an vui trong cuộc sống Và Nga xin hẹn trong cái video kế tiếp Và Nga xin cảm ơn tất cả Và đi làm lại hết sức cẩn thận Và Happy Friday Và xin hẹn các anh chị trong video kế tiếp Bye now